cổ động viên tuyển Pháp ký tên đòi tổ chức lại trận chung kết World Cup 2022. Trên trang Match Opinions, cổ động viên Pháp đã chỉ ra hai sai lầm của trọng tài. Đầu tiên là tình huống Di Maria ngã trong vùng cấm. Họ cho rằng tác động từ Dembele là quá nhỏ để cầu thủ bên phía đối phương ngã ra sân. Tình huống thứ hai là pha va chạm giữa Mbappe và Romero. Ngay sau đó, Argentina lên bóng và có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Cổ động viên Pháp cho rằng trọng tài phải cắt còi và từ chối công nhận bàn thắng của đại diện Nam Mỹ ở phút 36. Sau khi làm tốt nhiệm vụ ở cuộc đối đầu giữa Pháp và Đan Mạch tại vòng bảng, cũng như cuộc chạm trán ở vòng 16 đội giữa Argentina và Australia, ông Marciniak được FIFA lựa chọn cầm còi ở trận chung kết World Cup 2022. Mặc cho những phàn nàn đến từ người hâm mộ Le Blue, ông Marciniak vẫn nhận được nhiều lời khen, trong đó có các trọng tài nổi tiếng một thời như Pierluigi Collina hay Howard Webb. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.